Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng màn hình của máy xe lân FB 25-12 xe lân điện. Xe lân này là xe lân áp dụng kỹ thuật mới nhất tại thời điểm này, năm 2016 dành cho xe lân. Như các bạn đã biết, FB 25-12 là xe lân điện. Chúng có rất nhiều các ưu việt tính năng, bao gồm cả tích hợp hệ thống cọc trắc. Đầu tiên tôi xin giới thiệu với các bạn cách sử dụng màn hình dành cho người thợ vận hành. Các bạn muốn sử dụng xe hiệu quả, đầu tiên các bạn phải biết thì cách sử dụng màn hình. Bởi vì màn hình là cái cửa sổ giao tiếp đối với người thợ vận hành, vì vậy các bạn phải nắm rõ. Đối với màn hình của xe lân điện này, các bạn nhìn trên hình, các bạn sẽ thấy có rất nhiều các biểu tượng cũng như là các tính năng mà chúng ta cần phải quan tâm. Đầu tiên chúng ta quan tâm đến tính năng đầu tiên, đó là gì? Chế độ lân cho lân tải của xe. Ở chế độ lân tải này chúng ta có 3 chế độ: cao, trung bình và thấp. Các bạn chú ý. Tiếp theo, cái màn hình thứ hai đó là màn hình gì, về chỉ số gì, giờ hoặc là đồng hồ hoặc là số dặm hoặc là gì, các biểu tượng về thời gian cũng như là chuông báo, biểu tượng chuông báo. Màn hình thứ ba, biểu tượng thứ ba đó là gì, to nhất ở giữa, đó là gì, về nói về tốc độ di chuyển của xe, bao nhiêu km trên giờ. Tiếp theo, màn hình biểu tượng tiếp theo đó là biểu tượng về hiển thị cái mức độ sạc của ắc quy. Ví dụ trong trường hợp này là chúng ta được chia ra làm 10 vạch, mỗi vạch tương đương ví dụ 10%, thì ở đây các bạn hãy chú ý là mức độ sạc ắc quy của chúng ta ở đây là 100%, tức là 10 vạch thì đều sạch. Đối với người thợ vận hành, khi các bạn sử dụng xe mà chỉ còn từ 2 đến 3 vạch thì tốt nhất các bạn nên sạc. Minimum là 2 vạch và lớn nhất là 3 vạch thì các bạn mang đi sạc. Mỗi một lần sạc như vậy thì sẽ tốt, được kéo dài tuổi thọ cho ắc quy của chúng ta, cũng như là tiết kiệm cái thời gian tốt nhất. Biểu tượng tiếp theo đó là biểu tượng gì, về cái lượng tiêu thụ, bao nhiêu kilowatt trên giờ, tính ở đây một cách máy nó cộng cho chúng ta biết là lượng tiêu thụ trung bình. Trung bình là bao nhiêu km, bao nhiêu km, bao nhiêu kilowatt trên một giờ. Các bạn chú ý. Biểu tượng tiếp theo đó là biểu tượng gì? Echo. Echo tức là biểu tượng gì? Cái mức độ tiêu thụ tại thời điểm mà chúng ta đang xem. Như ở cái cột này chúng ta sẽ thấy cũng chia ra làm 10 vạch, và chúng ta sẽ thấy là xe hoạt động nó sẽ nhấp nháy theo cái hướng chiều như này. Và ở đây ở cái hai cái cột cuối này nó là màu vàng. Như vậy chúng ta sẽ màu vàng, màu đỏ. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là khi mà xe làm việc từ ở cột này đến cột số 8 thì như vậy xe làm việc ở chế độ là tải lon hoặc tải bình thường. Còn trong trường hợp các bạn làm việc đến gì ở mức độ cột 9 và cột 10 thì như vậy là chúng ta đang ở mức độ gì, tải full công suất, đúng không ạ? Biểu tượng này nó cho chúng ta biết đó là gì, cái bảo vệ môi trường. Nếu chúng ta làm việc tải càng cao thì tức là mức lượng tiêu thụ năng lượng ta càng lớn, thì như vậy là cái ảnh hưởng đến môi trường ta cũng càng lớn. Ý nghĩa của nó như vậy. Cái biểu tượng thứ năm đó là ở đây các nút, toàn bộ các nút từ F5, F6, F7, F8 ở bên phải các bạn, đó là các nút chức năng để chúng ta thao tác giao tiếp với máy. Và tiếp theo ở phía dưới của các bạn, cái biểu tượng này nó là biểu tượng gì, hướng dẫn, các biểu tượng hướng dẫn, đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó là cái màn chữ L to nhất ở giữa này, đó là gì, biểu diễn cho chúng ta biết đó là gì, số số trung gian hay số tiến hoặc là số lùi, cũng như là các gì hành động khác nếu như xe chúng ta có giao tiếp thì đối với chúng ta, đúng không ạ? Tiếp theo nữa, đó là toàn bộ các gì, nút ở phía dưới từ F1 đến F7
4 cũng là nút gì? Chức năng. Tiếp theo nữa đó là gì? Biểu tượng có hình bánh lái, đó là biểu tượng về chế độ di chuyển. Chế độ di chuyển chúng ta cũng có gì? Ba chế độ: thấp, trung bình và cao, đúng không ạ? Tiếp theo, biểu tượng tiếp theo đó là biểu tượng gì? Tin nhắn, đúng không ạ? Tin nhắn giữa máy với người để chúng ta giao tiếp một cách hiệu quả nhất đối với máy. Bởi vì sao ta tích hợp là hệ thống công trắc nên các hệ thống tin nhắn này cũng được gửi cho thì người quản lý có cài cái password của công trắc vào máy tính hoặc máy điện thoại, người ta ngồi ở chỗ khác người ta cũng có thể xem được, đúng không ạ? Tiếp theo nữa đó là gì? Biểu tượng về driver interlock, tức là biểu tượng về khóa khi di chuyển, khóa bên trong khi di chuyển, đúng không ạ? Biểu tượng nữa là biểu tượng gì? Về leaf interlock, tức là gì? Khóa càng lưng, đúng không ạ? Ví dụ tôi nói ví dụ như là khi xe của chúng ta mà không người mà không ngồi lên, đúng không ạ? Thì chúng ta không thể đè được, và cái đương nhiên cái đèn này nó sẽ sáng lên, chúng ta không thể di chuyển được vì đường này sáng lên. Cũng như vậy, khi chúng ta gì để càng lưng ở phía dưới sát mặt đất, chúng ta bật chìa khóa lên để chúng ta di chuyển thì xe cũng không di chuyển được, và cái biểu tượng này nó gì sáng lên, đúng không ạ? Và tiếp theo, biểu tượng tiếp theo đó là gì? Biểu tượng gì? Là phanh đỗ. Và phanh đỗ chúng ta đang đóng nó, chúng ta không thể di chuyển được khi mà cái đèn này nó sáng lên, đúng không ạ? Như vậy. Và biểu tượng cuối cùng của chúng ta đó là biểu tượng gì? Horsemeter accumulated state, tức là gì? Tức là cái đồng hồ tính tổng trung bình của cái thời gian xe chúng ta sử dụng là bao nhiêu giờ. Như vậy, đối với thì toàn bộ màn hình của máy xe lân FB25 trừ 12 xe forklift, các bạn đã hiểu rõ về các hạng mục cũng như các lốt cũng như tính năng cách sử dụng của nó, đúng không ạ? Màn hình tiếp theo đó là màn hình về biểu tượng ghi chú. Thứ nhất đó là gì? Các biểu tượng về ghi chú. Ghi chú thứ nhất là ghi chú về thời gian, tổng số thời gian làm việc. Cái thứ hai là phanh đỗ, cái thứ ba là khóa lưng, cái thứ tư là khóa di chuyển, và cái thứ năm là hệ thống tin nhắn công trắc. Tiếp theo đó là màn hình gì? Về các biểu tượng về chú ý. Thứ nhất là về lỗi di chuyển, thứ hai biểu tượng về lỗi gì? Lưng. Cái thứ ba biểu tượng về lỗi hệ thống, cái thứ tư biểu tượng về lỗi di chuyển nha, về nhiệt độ. Cái thứ năm là lỗi về lưng nhiệt độ, về hệ thống lưng về nhiệt độ. Cái thứ sáu là gì? Hệ thống lái. Về cái thứ bảy là gì? Về bảo trì bảo dưỡng, thời gian bảo trì bảo dưỡng. Thứ tám là gì? Về ắc quy, về điện áp của ắc quy. Cái thứ chín là về gì? Dung dịch, nồng độ của dung dịch. Cái thứ 10 là gì? Về ghế ngồi và giám sát. Như vậy, tiếp theo hạng mục tiếp theo là biểu tượng về gì? Hiển thị của ắc quy. Ắc quy ở chế độ bình thường, ắc quy ở chế độ gì? 30 ấy, 30% hoặc nhỏ hơn, và ắc quy gì? Ở chế độ 20% hoặc nhỏ hơn. Như vậy, chúng ta sang phần tiếp theo của màn hình, đó là gì? Màn hình khi chúng ta ấn F1 thì nó ra gì? Cái chất liệu thông tin về di chuyển, về số giờ làm việc, về số giờ tải, tức là gì? Thông tin về vận hành. Tiếp tục khi nút này nút chức năng của nút phía dưới, và nút bên này là nút chức năng gì? Bên cạnh của các bạn. Và khi đó thì khi mà chúng ta cắm, chỉ cần chúng ta cắm sạc vào thôi ý, thì nó cũng sẽ hiển thị lên ngay cái màn hình chắc trên method này cho chúng ta, đó là gì? Sạc tự động và gì? Sạc cân bằng. Và nếu chúng ta ấn F4 thì nó ra một loạt các gì màn hình có các chức năng như sau. Ví dụ như là đầu tiên là setup green, và
tiếp theo là History Green và Maintenance Green và Monitor Setup. Ở đây có rất nhiều hạng mục. Ở đây các bạn nhìn cái nhỏ này. Ở đây tôi lấy từ màn hình ra cho nên là nó không được chi tiết từng cái một ở đây. Nếu đầu tiên là nét 4 ấy, thì nó sang cái chế độ đó là gì? Power Mode Setting. Và khi vào Power Mode Setting này ấy, thì nó sẽ có gì? Rất nhiều hạng mục, đó là Driver Power Mode Set hoặc là Loading Power Mode Set, tức là chúng ta đặt cái chế độ di chuyển cũng như là chế độ gì tải. Tiếp theo nữa là gì? Chúng ta sang tiếp mục tiếp theo, Lag. Sang nữa thì nó sang là Merge Setting. Ở đây nó cũng có rất nhiều các mục khác nhau. Đó là gì? ES, tức là gì? Về dung lượng ắc quy, điều chỉnh ắc quy, rồi là tốc độ di chuyển của xe, cũng như là tốc độ lân giới hạn, cũng như là tốc độ gì di chuyển giới hạn mà chúng ta tự nó đặt. Và ở đây nó có rất nhiều các hạng mục khác nhau, tầm khoảng hơn chục hạng mục. Đấy, các bạn xem chi tiết ở trên slide hay là chúng ta vào trong máy chúng ta xem. Như vậy chúng ta sang mục tiếp theo, đó là History Green. Đó là gì? Hình ảnh về lịch sử làm việc của máy. Chúng nó sẽ tiêu thụ hết các thông tin về các lịch sử của máy. Ví dụ ở đây các bạn ấn overhead score đó, thì nó sẽ ra là gì? Working hour là bao nhiêu, working actual working là bao nhiêu, rồi là trung bình. Tức là tóm lại, tức là khi chúng ta là ấn vào đây ấy, thì nó gì sẽ ra cái thời gian làm việc thực tế là bao nhiêu và thời gian trung bình là bao nhiêu. Tóm lại ví dụ thế, tất cả các thông tin về các bạn làm việc, xe bao nhiêu, thực tế bao nhiêu thì nó sẽ ra hết ở cái màn hình này, đúng không ạ? Tiếp theo nữa là chúng ta lag dùng F1, F2, F3, F4 kết hợp thì nó sẽ lag tiếp sang gì cái phần gì maintenance. Maintenance này nó cũng có chục hạng mục ở trong này, và chúng ta khi chúng ta ấn vào ấy thì nó cũng gì ra. Để tiếp theo chúng ta ấn lag tiếp nữa thì nó sang cái hạng mục monitor setting. Ở đây cũng có rất là nhiều những các thông tin ở trên màn hình để cho chúng ta gì cài đặt lại theo ý của chúng ta. Cái thông tin về ở đây tôi xin nhắc lại cái thông tin về bảo trì bảo dưỡng này, các bạn có thể vào đây các bạn có thể reset lại để đặt trong quá trình bảo dưỡng xong. Đấy, các bạn chú ý. Tiếp theo đó màn hình tiếp, đó là gì? Màn hình về sạc. Khi chúng ta cắm dây sạc vào ấy, nếu xe chúng ta có bộ sạc ngay tích hợp trên xe thì chúng ta cắm dây sạc vào thì nó thể hiện lên hai cái gì biểu tượng, đó là automatic charging và equalized charging. Bằng cách thì ấn F6 và F7. Như vậy là chúng ta khi mà sạc ấy, thì nó sẽ hiện thị lên cái màn hình như này. Và sau khi sạc đầy rồi nó sẽ hiển thị màn hình tiếp. Các bạn nhìn. Và cái thời gian báo chúng ta biết ở lúc này là không thời gian, như vậy chúng ta đã sạc đầy rồi. Tiếp theo đối với màn hình sạc, tôi có đối với màn hình bảo trì bảo dưỡng thì tôi có để chú ý các bạn một chút. Khi mà bảo trì bảo dưỡng ấy, cái đèn bảo trì bảo dưỡng này nó màu vàng thì khi đó thì thời gian bảo dưỡng của chúng ta đã chuẩn bị ra hết rồi đó. Ví dụ như ở đây là gì, còn 17 giờ nữa, đúng không ạ? Và dầu thủy lực chúng ta còn 17 giờ nữa, đúng không ạ? Nhưng mà khi cái đèn này nó chuyển sang màu đỏ thì sao? Thì cái thời gian của chúng ta đã hết mất rồi. Và như vậy như tôi ấn vào đây chúng ta xem, như vậy là chúng ta chỉ còn có 14 giờ thôi. Đây các bạn chú ý. Đối với xe của chúng ta chìa khóa thì là chỉ có duy nhất một cái, các bạn phải nhớ cái key chìa khóa này. Trong trường hợp các bạn mất, các bạn gửi ngay cái key này gửi cho thì đại lý để họ đặt nhà máy một cái key khác, chứ các bạn tự đánh không thì không mở được. Và một cái cuối cùng đó là gì? Các khi có lỗi đối với thợ vận hành, các bạn cần chú ý khi có lỗi thì ở đây chúng ta có các mục lỗi, đó là 4 loại lỗi từ L01 đến L04 và theo thứ tự ưu tiên từ thấp đến cao. Ví dụ ở đây là L04 là cao nhất thì khi đó các bạn vận hành các bạn làm sao phải dừng máy, đúng không ạ, và kiểm tra ngay. Còn thì L03 thì chúng ta làm sao dừng máy và chúng ta di chuyển vào vị trí an toàn và chúng ta kiểm tra cũng được. Và L02 thì chúng ta có thể dừng máy và chúng ta chìa khóa để đợi nó nguội đi, để thường thường là lỗi quá nhiệt và các bạn lại sử dụng được. L01 thì liên quan đến bảo trì, các bạn có thể sử dụng được tiếp tục. Như vậy cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video này. Mong các bạn ủng hộ xe mục đích để cho thì tất cả các người sử dụng xe Forklift của Komatsu FB25-12 xe điện được sử dụng một cách thuần thạo nhất. Mời các bạn xem các video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.